Võ thần chúa tể thuyết minh tập 744-745 Tần Trần lạnh lùng nói, chúng ta đến từ phía dưới bốn vực, mặc dù thân phận có quý tiện, nhưng người lại không phân biệt giàu nghèo, lấy ra các ngươi tại hạ bốn vực ngạo khí, dũng khí, quyết tâm cùng bá khí, nhưng cái này vũ vực đang các nhân xem, các ngươi, là thiên tài, không phải là cái gì dân đen, càng không phải là cái gì rác rưởi. Người, chỉ có chính mình để ý mình người khác mới có thế để mắt ngươi. Ta nói đến thế thôi, hai vị tự cân nhắc a, à, phải đi lời nói, cút nhanh lên, đừng ở chỗ này quấy rầy bản thiếu tu hành. Làm người làm cẩu, chính các ngươi lựa chọn. Nói xong, Tần Trần trực tiếp hai mắt nhắm lại, không tiếp tục để ý hai người, tỉnh, yên tĩnh, dịp mặt hòa nghiêm xích đạo hầu kết động phía dưới, lại nửa chữ đều không nói được. Chỉ là liếc nhau, trong mắt có rung động, dần dần, một tia ngọn lửa, từ hai người trong ánh mắt chậm rãi dâng lên, ngọn lửa này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng biến thành một mảnh to lớn hỏa diễm, cháy hừng hực, làm người làm cẩu, rất khó nghe mà nói, rất xích lỏa lỏa khuyên bảo, lại nói ra thực tế, nói ra trong hai người lòng xoắn xuýt, nói ra bọn hắn đi tới vũ vực sau mê mang. Ở đây, không có người tôn trọng, không có người để mắt, mặc kệ là ai, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, đều mang khinh mạng, mang theo khinh thường mang theo cao ngạo, phản phất là người của hai thế giới, mặc dù đứng tại cùng một mảnh dưới bầu trời, lẫn nhau khoảng cách rất gần, lại phản phất cách một cái thế giới giống như như vậy xa xôi, loại kia kinh miệt, loại kia kinh thường. Bọn hắn nhìn đủ, cũng chịu đủ rồi, bọn họ là ai? Đông Châu vực đệ nhất đang đạo thiên tài, Nam Hoa vực đệ nhất đang đạo thiên tài, từ hai cái đại vực bên trong chém giết mà ra, dễ dàng sao, trong đó đã trải qua bao nhiêu đau đớn, tung xuống bao nhiêu mồ hôi, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, lại có ai có thể biết? Ai có thể lý giải, vốn cho rằng đi tới vũ vực liền có thể thu được tôn trọng. Có thế kết quả đây, bọn gia hỏa này, tại sao phải dùng như thế khinh thường ánh mắt xem bọn hắn, tràn đầy chán ghét, tràn đầy ghét bỏ, chẳng lẽ chỉ bằng bọn hắn, từ nhỏ đã sinh ra ở vũ vực sao? Không, bọn hắn không phục, người nếu có thể cao cao tại thượng, ai nguyện ý cúi người làm cẩu, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình không gây chuyện, ngoan ngoãn theo một chút. Điệu thấp một chút, liền có thể thu được tôn trọng, thu được tán thành, nhưng bọn hắn sai rồi, ba tháng hành cung sinh hoạt để bọn hắn hiểu được, cho dù là tư thái của bọn hắn lại thấp, thấp đến trong bụi trần, ở người khác trong mắt, bọn hắn cũng chỉ là rác rưởi, chỉ là hai cái đi hảo vận dân đen mà thôi, a. À. Diệp Mạc Hòa nghiêm xích đạo cười khổ một tiếng. Hốc mắt ống ánh, tần trần mà nói, giống như là một thanh trọng chùa y, vô tình phá vỡ bọn họ huyễn tưởng, mặt mũi, tôn trọng, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào người khác thương hại bố thí mà đến, mà là dựa vào chính mình cố gắng, phấn đấu, mới có thể đổi lấy, giờ khắc này, trong hai người tâm phản phất có hai đám lửa đang thiêu đốt, như thế nào cũng không cách nào dập tắt. Giống như là tinh tinh chi hỏa, đang điên cuồng liệu nguyên, tần trần. Không. Trần Thiểu, Diệp Mạc Hòa nghiêm xích đạo nhìn qua, trong ánh mắt nổ bắn ra tới hai người tới vũ vực phía sau, lần thứ nhất tỏa ra quan mang, cảm ơn ngươi. Bọn hắn khẽ nói, giống như là nỉ non, hoặc như là đối với mình phát ra tối kiên định lời thề, cho tới nay, Diệp Mạc Hòa nghiêm xích đạo. Đối với Tần Trần đều cũng không chịu phục, thậm chí nghiêm xích đạo đối với Tần Trần, còn mang theo mơ hồ địch ý, cho dù là Tần Trần thu được đang đạo thi đấu đệ nhất, trong bọn họ tâm đối với Tần Trần vẫn như cũ có chút không phục, đến rồi vũ vực phía sau, thậm chí đã biến thành bất mãn, vì cái gì, không phải liền là bởi vì tần trần đến từ Bắc Thiên Vực sao? Trong mắt bọn hắn, Bắc Thiên Vực tại Nam Hoa Vực cùng Đông Châu Vực trước mặt, phải không nhập lưu nông thôn góc, là mang hoang chi địa, cùng bây giờ vũ vực thiên tài xem bọn họ tâm tính biết bao giống nhau, mà bây giờ tần trần mà nói, triệt để đề tỉnh hai người, thân phận gì, lai lịch ra sao, cũng là giả, ai nói cường giả không thể quật khởi tại thảo mãn, giao long không thể lăng tiêu cửu thiên. Bọn hắn không phục, hai người liếc nhau, ánh mắt sáng quắc, chiến ý dạt dào, sau đó, đồng thời quay người, không nói nữa, chỉ là nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, một bên, tầng trần đóng chặt khóe miệng, hơi hơi phát họa lên một tia đường cong, dịp mạc hòa nghiêm xích đạo thiên phú, đều có, chỉ là tâm tính, không có điều chỉnh tốt, có lẽ tại dịp mạc hòa nghiêm xích đạo trong mắt, Tần Trần là bọn hắn đối thủ cạnh tranh, nhưng tại Tần Trần trong mắt, hai người, càng giống là hai người vãn bối mà thôi, hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, nếu như hai người không cách nào tỉnh ngộ, vậy hắn cũng không biện pháp, đến nỗi tương lai hai người có thể đi đến cái tình trạng gì, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Tần Trần không ngừng tu luyện, có thể đề thăng một chút thực lực là một điểm, cổ ngu giới rất gần, hạm tốc kinh người, vẻn vẹn một ngày sau đó liền đã đến cổ ngu giới ngoại, đây là một mảnh hoang dã, hoang dã chỗ sâu, có từng lớp sương mù, bên trong chính là cổ ngu giới, ai cũng không biết cái này mê vụ là như thế nào hình thành, có người nói, cái này mê vụ, chính là cổ ngu giới ngoại một cái thượng cổ trận pháp tàn phá. Tán xuất ra tới, cũng có người nói, đây là cổ ngu giới bí cảnh cùng vũ vực không gian nối tiếp lúc, hình thành không gian sương mù, còn có người cho rằng, cổ ngu giới mạnh mẽ quá đáng, cái này mê vụ là dùng để hòa hoãn cổ ngu giới cùng vũ vực ở giữa không gian va chạm, phòng ngừa vũ vực không gian rung chuyển, giảng giải rất nhiều, nhưng không có quyền uy ý kiến, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là cổ ngu giới một khi mở ra, trước mắt mọi người trong sương mù sẽ mở ra một cái lối đi, ngoại trừ từ nơi này trong thông đạo có thể tiến vào bên ngoài, bất luận cái gì võ giả từ mê vụ những bộ phận khác tiến vào, liền sẽ mê thất thần trí, bị tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu chém giết. Cường giả võ đế cũng không ngoại lệ, từng có võ đế cường giả, tính toán từ trong sương mù tìm kiếm cái khác mở miệng. Trên vạn năm đến nay, đám người biết, liền chí ít có mười mấy tên võ đế cường giả như thế thử qua, nhưng những này người, tất cả đều không có thể sống lấy đi ra, bởi vậy, tất cả mọi người đều nhất thiết phải từ cửa vào tiến vào, mới có thể bình yên quay về, đi tới chỗ phía sau, chiến hạm chậm rãi hạ xuống, chỉ thấy ở đây ngừng cũng không chỉ một chiếc chiến hạm mà là ít nhất mấy chục chiếc mỗi một tàu chiến hạm thượng đô là treo bất đồng cờ xí cũng sơn thành màu sắc bất đồng có thế cổ quái là ngoại trừ một số nhỏ chiến hạm khác biệt bên ngoài còn lại tuyệt đại đa số chiến hạm cơ hồ cũng là giống nhau như đúc diệp mặt hòa nghiêm xích đạo không hiểu hỏi thăm cố lão mới biết được nguyên lai những chiến hạm này cũng không phải mỗi cái thế lực chính mình chế tạo mà là hướng người mua trọng binh cát đây là một cái vũ vực đỉnh cấp thế lực cũng không như bình thường thế lực lấy chinh chiến vì khuếch trương thủ đoạn, mà là làm ăn, bán nhưng là đủ loại binh khí, từ bảo binh, chân bảo, đến đại hình chiến hạm, cái gì binh khí chiến tranh đều có thể chế tạo đi ra, so sánh vạn bảo lâu làm ăn gì đều làm, trọng binh các chỉ làm vũ khí sinh ý. Bởi vậy có nghe đồn, nó hậu trường là khí điện cùng trận pháp sư hiệp hội chờ liên hợp thế lực, nhưng khí điện cùng trận pháp sư hiệp hội lại giúp cho phủ nhận, biểu thị cùng trọng binh các mặc dù có quan hệ, nhưng là chỉ là quan hệ hợp tác, đây là một cái không biết lai lịch kinh khủng thế lực, hơn nữa cùng vạn bảo lâu khác biệt, không thế nào thích xuất đầu lộ diện. Nhưng tích lũy tài phú, lại nhiều đến đủ để cho vũ vực đỉnh cấp thế lực vì đó đỏ mắt, nhưng tuyệt không có thế lực nào dám lòng sinh ngấp nghé, đây chính là nắm giữ cỡ lớn u mơ sinh thế lực, không có niềm tin tuyệt đối, ai dám ẩn trong khói môn, thanh đế núi, cổ phương dạy, long gia, Trường Hà Tiêu gia, Tử Ma dạy, Thiên Quỷ Tông, Đằng gia. Tần Trần ánh mắt đảo qua, tại mỗi một tàu chiến hạm thượng đô sẽ dừng lại một chút, trong này rất nhiều thế lực, hắn kiếp trước đều nghe ngửi qua, có thể khiến hắn kiếp sợ là, trong đó còn có rất nhiều thế lực, hắn vậy mà đều chưa từng thấy qua. 300 năm thời gian, vũ vực biến hóa quá lớn, lớn đến làm hắn có chút không dám tin tưởng, phải biết bình thường một thế lực, truyền thừa ngàn năm, vậy coi như là ngắn vũ vực bên trong một chút đỉnh cấp thế lực, thường thường đều sẽ truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, nhưng bây giờ, hắn lại có rất nhiều thế lực đều chưa quen, đây là bực nào đáng sợ. Cái này trong vòng 300 năm, vũ vực đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần trần rung động, cũng không dám mở miệng hỏi thăm, thậm chí ngay cả dị sắc cũng không dám lộ ra, hắn hôm nay thân phận, chỉ là đến từ phía dưới bốn vực đang đạo thiên tài, nếu là biểu hiện quá mức, Tất nhiên sẽ rước lấy đám người hoài nghi, lúc này, cố lão bọn hắn cũng tại khuyên bảo, tại cổ lo lắng dưới bên trong. Tuyệt đối không nên đắc tội với người, phương pháp tốt nhất là ở đang các các thiên tài thống nhất chỗ tu luyện, chờ đủ 3 năm, ở nơi đó, sẽ có võ hoàng cường giả tọa trấn, bình thường sẽ không ngoài ý muốn đổi lên, đang các đám người phía dưới hạm, tự nhiên cũng rước lấy trên sân mọi người nhìn chăm chú, bất kể như thế nào. Đan Các dù sao cũng là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực. Quy danh hiển hách, không bao lâu, cổ lo lắng giới trước đất hoang bên trên, đã tụ họp vô số người, trong này, hai ba là võ hoàng cường giả, mỗi người đều thâm bất khả trắc, là các đại thế lực trụ cột vững vàng, nhân vật trọng yếu, ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, còn có rất nhiều người tuổi trẻ cùng với thiếu nam quét nữ, cũng là thế lực mạnh nhất tiến vào nơi này nhân vật đại biểu. Đều là tinh anh, có thể nhìn ra, mỗi người khí thế đều bất phàm, phóng tới phía dưới bốn vực, cũng là nhân vật nghịch thiên, yếu nhất một cái, đều cùng dịp mạc, nghiêm xích đạo bất phân cao thấp, trong đó có người, trên thân nở rộ thần huy, thể chất bất phàm, có một thanh niên, toàn thân ngâm đen, thành thục có chút sớm, cơ bắp màu đồng cổ, phát ra lộng lẫy, như hình người mang thú. Cũng có một công tử, trẻ tuổi tuấn lãng, một bộ bạch y, đi tới chỗ nào, thiên địa chân khí chuyển động theo, là vạn pháp chi thể, còn có một nữ tử, giống như giao trì tựa tiên tử, không dính khói lửa trần gian, áo trắng như tuyết áo trắng hơn tuyết, phiêu giật cùng linh hoạt kỳ ảo xuất trần, mấy người kia rõ ràng cũng là các đại thế lực đệ tử hạt giống, thánh tử, thánh nữ, hoặc là gia tộc người thừa kế, vô luận đến đi đâu bên trong, đều bị chúng tinh phủng nguyệt, tia sáng vạn trượng, diệp mạc cùng nghiêm xích đạo khí thế cũng không bình thường, nhưng ở trước mặt bọn hắn, lại như đông đóng cùng hạo nguyệt, vô pháp sách so sánh nhau, toát ra vẻ chấn động, nếu là trước kia, hai người có lẽ sẽ tự ti mặc cảm, nhưng trải qua tầng trần chỉ điểm phía sau. Nội tâm tuy có rung động, nhưng ánh mắt lại càng bình tĩnh, phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, lấy vũ vực nhất tộc chi lực bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài, bây giờ so với bọn hắn lợi hại, đó cũng là lẽ thường, có thế tương lai lộ, ai có thể biết được, vũ vực là một cái sáng tạo kỳ tích chỗ, cũng không phải là đệ tử giáo phái lớn, liền chắc chắn có thể thành võ đế. Trái lại có vô số phổ thông tán tu, trở thành bất phàm, khai tông lập phái, đây chính là vũ vực thiên kiêu, mấy vị cảm nhận được trên lệch A. Cũng là, phía dưới bốn vực thiên tài, cường thịnh trở lại lại như thế nào? Đến rồi vũ vực, e rằng liền sách dày tư cách cũng không xứng. Có người đến gần phía trước, cười nói lấy, ngữ khí khinh mạng, nhìn thấy cái kia nồng cốt mấy người sao? cũng là các tông các giáo đỉnh cấp thiên kiêu. Trong đó có ít người, đã sớm có thể bước vào võ hoàng cảnh giới, chỉ bất quá một mực kiềm chế tu vi, chỉ vì có thể ở cái này cổ lo lắng giới bên trong, tích lũy càng nhiều. Người này là lương trọng hạo bằng hữu, dường như lơ đãng mở miệng, kỳ thực vì đó xuất khí mà đến, cao cao tại thượng, dịp mặt cùng nghiêm xích đạo nhìn người này một mắt, không nói tiếng nào. Chỉ là quay người rời đi, sâu kiến chính là sâu kiến, dù có mạnh mẽ đến đâu sâu kiến, đối mặt thần long, cũng chỉ có thể ngước nhìn. Người kia lại nói, ngữ khí khinh thường, khóe miệng phát họa khinh miệt ý cười, chúng ta là không xứng dư chi sách dày, bất quá các hạ tự hồ lấy có thể vì đối phương sách dày, mà đắc chí, đường đường đang cắt thiên tài, càng như thế tự hạ mình. Biết bao nực cười. Nghiêm xích đạo dừng bước lại, quay đầu nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tại chỗ đang cắt mỗi người bên tai, ngươi không biết tốt xấu. Người kia tức giận, quanh quẩn sát khí, sắc mặt màu tím đỏ, quá mất mặt, cả giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp mặt cùng nghiêm xích đạo không rảnh để ý, đi thẳng tới một bên khác. Tức giận đến đối phương suýt chút nữa dậm chân, vốn cho rằng diệp mặt cùng nghiêm xích đạo dễ ức hiếp, cho nên cố ý đi lên chế nhạo, dùng để ám chỉ tầng trần, nào có thể đoán được, ở nơi này trước mặt hai người, thế mà ăn quả đắng, đáng giận, liền hai người các ngươi cũng dám tàn rỡ như thế sao phía dưới bốn vực dân đen không biết trưởng ấu tôn ti không cho ngươi một cái giáo huấn cũng không biết mình là người nào người kia tức giận một chưởng vỗ tới nghiêm xích đạo ánh mắt phát lạnh quay người trở tay một chưởng quanh có ánh lửa bộc phát nghiêm xích đạo bạch 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 lùi lại mở mười mấy bước mà người kia cũng không dễ chịu lùi lại mở năm sáu bước sắc mặt trắng bệch thân là đang cắt thiên tài lại đánh lén ra tay đây chính là ngươi cao ngạo sao nghiêm xích đạo lạnh giọng nói a à. chung quanh khát nguyên bản chế dễu đang các thiên tài đều kinh nghi trong lại nhớ kỹ hai tiểu tử này ba tháng qua mười phần điệu thấp hơn nửa khúng đúng như thế nào đột nhiên hùng hổ dọa người như vậy uống thuốc đi sao ngươi người kia tức giận khí huyết dâng lên chính mình dưới một chưởng vậy mà không thể cầm xuống cái này phía dưới bốn vực dân đen chỉ cảm thấy da mặt nhỏ máu, buồn bực xấu hổ dị thường, chân nguyên trong cơ thể hội tụ, lại một lần nữa ra tay, ta tới. Diệp mặt đi lên trước, thay nghiêm xích đạo ra tay, quanh. Xong quyền va chạm, chỉ thấy lần này, diệp mặt vẹn vẹn lui 4 năm bước, mà hắn, thế mà lui 5, 6 bước, so diệp mặt lui còn nhiều hơn. Một cổ hùng hậu chân nguyên ở tại thể nội phun trào, khí huyết cuồn cuộn, các hạ thực lực, cũng bất quá như thế. Diệp mặt lạnh lùng nói không có khả năng người kia lập tức xấu hổ da mặt phát khô hận không thể tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới a à, hắn nổi giận gầm lên một tiếng muốn lại lần nữa ra tay đủ có quát chói tai âm thanh truyền đến là họ tư đồ thật tại gầm thét đây là cổ lo lắng giới các ngươi ở đây động thủ còn thể thống gì nếu là còn dám dương oai bản hoàng trực tiếp tước đoạt các ngươi cổ lo lắng giới tư cách họ tư đồ chân nộ bọn gia hỏa này, thực sự là bất tỉnh chuyện, đây là địa phương nào trong lòng không có điểm thực chất sao? Ở đây cũng dám động thủ, là muốn cho đang các trở thành vũ vực các đại thế lực chê cười sao? Cái kia thiên tài lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không dám cãi lại, xoay người bước đi, dịp mặt cùng nghiêm xích đạo liếc nhau, nội tâm chỉ cảm thấy trước nay chưa có thoải mái, não hải trong nháy mắt trở nên vạn phần linh hoạt kỳ ảo thông thấu thể nội giống như là có cái gì gông xiền bị đánh vỡ đồng dạng, vô cùng thần thanh khí sản, Trần Thiểu nói quả nhiên không sai. Cái gọi là đang cắt thiên tài, kỳ thực cũng bất quá như thế. Diệp mạc cùng nghiêm xích đạo đều là lộ ra nụ cười, nếu như nói khi xưa hai người, giống như là còng lưng eo lão giả lời nói, như vậy giờ khắc này, hai người liền như là ứng thẳng sống lưng thanh niên, dào dạt đi ra ngoài là trước nay chưa có tự tin, đây là không thiếu đang cắt cường giả thần sắc lấp lóe, bọn hắn có loại cảm giác, Diệp Mạc cùng nghiêm xích đạo tự hồ trở nên có chút không đồng dạng, Lương Huynh, một bên khác, cái kia thiên tài trở lại Lương Nghiễm Hạo bên cạnh, sắc mặt xấu hổ, thường, liền một cái phía dưới bốn vực phế vật đều không giải quyết được. Lương Nghiễm Hạo lạnh trên một tiếng, lệnh cái kia thiên tài càng thêm xấu hổ giận dữ, xem ra. Vẫn phải là chính ta nghĩ biện pháp. Lương Nghiễm Hạo đi tới đang cắt một võ hoàng trước người, nói nhỏ, ngủ thúc, đến rồi cổ ngu giới trung hậu giết chết mấy tên này không được giết chết đang cắt thiên tài người muốn chết sao nếu là bị phát hiện ta nhà lành không chịu đựng nổi trách nhiệm đừng hồ nháo cái kia võ hoàng nghiêm túc khuyên bảo thần sắc nghiêm túc nhà lành mặc dù đang đang cắt có chút thế lực nhưng là chỉ là một trung tiểu thế lực mà thôi hắn chuyến này cũng là tốt không dễ dàng mới đến tiến vào cổ ngu giới một chỗ há có thể lãng phí ở dạng này tranh đấu vô vị bên trên ngũ thúc chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem chất nhi chịu nhục lương nghiễm hạo không cam lòng nói trừ phi mời được lăng gia các cao thủ ra tay mới có thể không sợ đang cắt trách phạt nếu không rất phiền phức đừng cho gia tộc gây tai họa nhà lành võ hoàng khuyên bảo có ta đi tìm lăng nghĩa lăng huynh càng muốn cái kia tầng trần chết chỉ cần hứa lấy chỗ tốt đối phương nhất định sẽ đáp ứng Lương Nhiễm Hạo mắt sáng rực lên, Lăng gia là vũ vực đang các bên trong cực kỳ cường đại một cái thế gia, mặc dù không như Âu Dương gia. Nhưng so với bọn hắn nhà lành nhưng là mạnh hơn nhiều lắm, có cực lớn quyền nói chuyện, còn nữa, hắn về sau cũng nghe nói Lăng Nghĩa cùng Tần Trần ở giữa xung đột, cho rằng Lăng Nghĩa so với hắn thậm chí càng muốn giết hơn Tần Trần, ngô, ta bây giờ liền đi tìm Lăng Huynh. Lương Nhiễm Hạo lạnh giọng nói, hắn tin tưởng vững chắc, Lăng Nghĩa chỉ cần nguyện ý ra tay, tần trần mấy người tất nhiên muốn xong đời. Không có cái gì kết cục tốt, bởi vì, Lăng Gia lần này khoảng chừng ba tên võ hoàng tiến vào cổ ngu giới, một người trong đó, tu vi thậm chí cao tới trung kỳ đỉnh phong, cực kỳ bất phàm, chỉ cần Lăng Gia nguyện ý ra tay, chém giết tần trần, bất quá chớp mắt sự tình, ngươi đi tìm Lăng Nghĩa có thể, nhưng ngươi tuyệt đối đừng động thủ, không nên để lại nhược điểm gì. Nhà lành võ hoàng khuyên bảo, có chút cảnh giác, hắn nghe nói Âu Dương Chính Kỳ nhường Âu Dương Na Na chiếu cố tần trần một chuyện, vì chút chuyện nhỏ này, đem mình góp đi vào, quả thực không sáng suốt, ngủ thúc ngươi cứ yên tâm đi. Lương Nghiễm Hạo trong mắt lấp lóe hàng mang, lặng yên tìm được Lăng Nghĩa, hắn ngay từ đầu có chút sợ, Lăng Nghĩa là thiên chi kiêu tử, thân phận địa vị đều cao hơn hắn. Không dám làm càng, có chút ăn nói khép nép, ai biết Lăng Nghĩa, cực kỳ tốt nói chuyện, việc rất nhỏ, tiểu tử kia ở đây trương cuồng trừ phi hắn trong ba năm không ly khai một lần bằng không bản thiếu nhất định nhường hắn không cách nào sống sót đi ra về phần hắn bên người hai người tiện thể giải quyết mà thôi lăng nghĩa cười lạnh bất quá ngươi lúc trước hứa hẹn chỗ tốt đến lúc đó cũng đừng quên lăng thiếu ngươi yên tâm ta đương nhiên sẽ không quên lương nghiễm hạo hưng phấn nói mắt lộ ra lãnh mang hai người ở đây trò chuyện ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tầng trần tự nhiên bị một bên Âu Dương Na Na nhìn rõ ràng, tiểu tử, mặc dù không biết vì cái gì ta nhị bá rất coi trọng ngươi, nhưng ta sẽ không nghe theo nhị bá ra lệnh, đến rồi cổ ngu giới bên trong. Đừng nghĩ ta có thể chiếu cố ngươi. Âu Dương Na Na đi tới tầng trần bên cạnh nói, tầng trần có chút ngạc nhiên, gia hỏa này đột nhiên tới cùng mình nói cái này làm gì, lo nghĩ không rơi, liền nghe một thanh âm tùy theo ở bên tai vang lên, tiểu tử, đến rồi cổ ngu giới cẩn thận chút, cốt nhất cùng đang các đại đội ngũ ở cùng một chỗ đừng làm loạn đi, không phải vậy xảy ra chuyện. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Là Âu Dương Na Na trong bóng tối truyền âm, tần trần ngạc nhiên, Âu Dương Na Na thế mà đột ngột tới nhắc nhở chính mình, mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao, hắn không biết, Âu Dương Na Na mặc dù không quen nhìn hắn, nhưng là chỉ là không muốn nghe theo Âu Dương chính kỳ mệnh lệnh, chiếu cố hắn mà thôi, chỉ muốn nhường tần trần cách mình xa một chút, nhưng cũng không muốn Tần Trần cứ như vậy vẫn lạc tại cổ ngu giới bên trong, ha ha, ngươi yên tâm, dáng dấp bình thường thôi, tính khí còn lớn như vậy, người nào muốn ngươi chiếu cố, cho là ta ưa thích tự ngược sao. Tần Trần đạo, đồng thời mắt liếc xa xa lăng nghĩa cùng lương nghiễm hạo, như có điều suy nghĩ, bí mật truyền âm đạo, như thế nào, đặc biệt tới nhắc nhở ta. Ngươi sẽ không yêu ta a à. Ngươi đi chết đi. Âu Dương Na Na lão đảo một cái, lúc giận đến suýt chút nữa thổ huyết, quả nhiên là trong mỏng chó không mọc ra được ngà voi tới. ầm ầm, lúc này bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ thật to, là một chiếc chiến hạm. tại song phương lúc trước trò chuyện thời điểm, không ngừng có thế lực mà đến, nhưng tuyệt đại đa số chiến hạm đều bình thản không có gì lạ, nhưng này một chiếc chiến hạm cũng vô cùng khổng lồ, trên thể hình so với bình thường chiến hạm ít nhất lớn gấp đôi, để binh cấp chiến hạm đỉnh cấp thế lực phía dưới trên mặt mọi người biến sắc, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thế lực đến, chiến hạm cấp bậc, chia rất nhiều loại, hoàng binh cấp, thần binh cấp, đế binh cấp. Trong đó, tuyệt đại đa số thế lực chiến hạm cũng chỉ là thần binh cấp, có thể ngăn cản bất luận cái gì chính thiên vũ đế cấp bậc một cái công kích, dù sao chiến hạm chỉ là dùng để xuất hành, nhưng trước mắt này chiến hạm, nhưng là đế binh cấp, đại biểu cho bậc này chiến hạm, liền chính thiên vũ đế công kích đều có thể ngăn cản, thậm chí trên chiến hạm công kích có thể thương tổn được chính thiên vũ đế cường giả bực này chiến hạm trọng binh các bình thường sẽ không bán cho thông thường đế cấp thế lực chỉ có những cái kia vũ vực đứng đầu nhất thế lực mới có tư cách mua sắm hoặc có lẽ là có tài lực mua sắm không biết là một nhà kia tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn đây là huyễn ma tông chiến hạm hạ xuống lơ lửng giữa không trung chiến hạm quanh thân hư không sát cơ trừ khử ra lộ ra tiêu chí, trên mặt mọi người đều là lộ ra biểu tình cổ quái, có chút kiên kỵ, lại có chút ước mơ, không nghĩ tới, lại là huyển ma tông, cũng đối, cổ ngu giới mở ra bực này đại sự, huyển ma tông làm sao có thể không tham dự. Cố lão lẩm bẩm nói, sắc mặt có chút khó coi, tần trần kỳ quái. Đạo, cái thế lực này rất mạnh sao? Kiếp trước, căn bản không có như thế tông môn, rất mạnh, hơn nữa rất khó giải quyết. Cố lão lắc đầu, huyển ma tông chỉ lấy nữ đệ tử, bồi dưỡng ra được môn nhân mỗi cái sở trường về mị thuật. Tôn chỉ của các nàng đó là có thể dùng mị thuật giải quyết vấn đề tuyệt đối không cần đánh nhau giải quyết. Bất quá. Các nàng mị thuật thật sự rất mạnh, để cho người ta bất tri bất giác liền sẽ trúng chiêu. Hắn thở dài, mặc dù gọi huyển ma tông, nhưng đổi thành ma nữ môn, hẳn là càng thích hợp hơn, vũ vực bên trong ăn luôn nàng đi nhóm khổ thế lực cũng không phải một cái hai cái. Bên cạnh khác đang các đệ tử, cũng đều nhao nhao nghị luận, rõ ràng cái này huyễn ma tông tại vũ vực danh khí rất lớn. Lại là huyễn ma tông, chúng ta vẫn là cách đối phương xa một chút, nghe nói lần trước cổ ngu giới mở ra, Long Gia thiếu chủ từng lấy được hơn 10 mai không gian chi tinh, kết quả bị đồng hành huyễn ma tông đệ tử tất cả đều mị hoặc đi qua, tức giận đến Long Gia gia chủ suýt chút nữa dậm chân. Ha ha, cái kia Long Gia thiếu chủ về sau nghe nói phạt giam thời điểm, còn luôn miệng nói mình là cam tâm tình nguyện. Nhưng chủ nhà họ Long đừng đi tìm huyễn ma. Video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.